Một, ốc hương tự nhiên Nha Trang. Ốc hương là một trong những loại ốc biển được ưa chuộng nhất hiện nay bởi mùi hương thơm tự nhiên vô cùng hấp dẫn. Ốc sống ở vùng biển nhiệt đới, dưới đáy cát có độ sâu từ 5 đến 20 mét. Thịt ốc hương giòn ngọt, lại có nhiều đạm và các vitamin nhóm B, rất tốt cho não cùng hệ thần kinh. Nếu ai đã một lần thưởng thức món ốc hương hấp gừng sả cùng ớt thái sợi sẽ không thể quên được hương vị tươi ngọt đặc trưng. 2. Tôm hùm bình ba, Khánh Hòa. Tôm hùm bình ba có một hương vị đặc biệt. Thịt tôm hùm này ngon nên chế biến món ăn kiểu gì cũng ngon. Trong đó phải kể đến món cháo. Một nồi cháo thơm ngậy với màu đỏ của thịt tôm, màu vàng nhẹ của mỡ phi, màu xanh của hành ngò khiến khách du lịch khi đến Bình Ba nhất định phải thưởng thức món ăn đặc sản này. 3. Cua Năm Căng Cà Mau. Có thể cái tên cua Năm Căng có lẽ vẫn còn xa lạ với phần đông người Hà Nội, nhưng đối với người sành ăn hải sản thì đây chính là vùng đất gắn liền với loài cua ngon nhất Việt Nam. Cua biển Năm Căng có vỏ cứng, thịt chắc, thơm lại thêm vị ngọt đậm đà, được đánh giá là ngon hơn hẳn cua biển ở vùng khác thường sống trong vùng nước lợ. 4. Ghẹ, Phan Giang. Ghẹ là loại hải sản ngon nằm trong top giá trị nhất ở Phan Giang, Ninh Thuận. Thịt ghẹ cung cấp nhiều chất đạm, vị lại ngọt và thanh và hầu như không béo và trở thành món hải sản được yêu thích phổ biến. Ghẹ có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, hấp dẫn, luộc, nướng, hấp, nấu cháo, nấu lẩu, nhưng ngon nhất vẫn là hấp bia, ăn kèm muối tiêu tranh ớt hoặc chan me chua chua ngọt ngọt. 5. Mực nhảy Cửa Lò, Nghệ An. Mực nhảy cái tên gọi tươi nguyên đến mức, khi đưa vào nồi bắt lên bếp con mực còn nhảy. Có người gọi là mực nhảy vì con mực vừa bắt dưới nước lên gặp ánh trăng hoặc ánh đèn, những tia phản quang trên mắt, trên mình nó cứ nháy lên lấp lánh. Hai cách gọi trên tuy diễn tả những trạng thái khác nhau của con mực nhưng đều nói lên mức độ tươi ngon của con mực. Ăn loại mực này thực khách sẽ cảm nhận được độ tươi ngọt, thịt mực vừa giòn vừa dai nên người ăn có cảm giác sảng khoái, ăn no nê mà không ngán. 6. Cá ngừ Đại Dương, Phú Yên. Từ thịt cá ngừ tươi chúng ta có thể chế biến thành hàng chục món như gỏi cá ngừ sốt kem tranh, cá ngừ nướng lá dừa, cá ngừ ong dứa, cá ngừ sốt cam, cá ngừ áp chảo, cá ngừ nấu hạt sen. Còn mắt cá ngừ thì có các món như mắt cá ngừ chưng cách thủy, mắt cá ngừ tiềm bí đỏ, mắt cá ngừ tiềm hạt sen, mắt cá ngừ chưng trứng, mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc, mắt cá ngừ tiềm mũ liễu. Thưởng thức món ăn cá ngừ Đại Dương kiểu Tuy Hòa, Phú Yên được đánh giá là sành điệu nhất. Cá sau khi làm vệ sinh sạch sẽ, cắt thành miếng, sau đó xếp cá vào khay đem ướp lạnh. Khi thấy miếng thịt cá ngừ đông cứng, có màu sắc từ đỏ tươi chuyển sang hồng hoặc trắng hồng thì ăn được. 7. Bào ngư Bạch Long Vĩ, Hải Phòng. Bào ngư ó ở khu vực biển thuộc đảo Bạch Long Vĩ thuộc hàng sơn hào hải vị, thuộc hàng bát chân giàu dược tính, có khả năng bổ âm, tăng khí, hạ nhiệt, tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp sáng mắt, trị ho, khó tiêu. Cả vỏ và ruột bào ngư đều được dùng làm thuốc để chữa bệnh và bồi bổ. Bào ngư được chế biến thành rất nhiều món bổ dưỡng, bào ngư sống được bóc qua nước gừng. Thái lát thật mỏng, vắt chanh, chấm mù tạt, xì dầu, khi ăn có cảm giác giòn ngọt khó tả. Bào ngư nấu cháo toàn tính, thả cả vỏ vào cháo, bào ngư sốt dầu hào tóc tiên hay hấp nguyên con với xì dầu cũng rất ngọt, bổ. 8. Mực Một Nắng Phan Thiết, Bình Thuận. Đến Phan Thiết thưởng thức món mực một nắng quả là điều thú vị. Những chú mực lá to xòe ra, chỉ cần một lần hong qua cái nắng Bình Thuận, sau đó nướng trên than hồng, mực sẽ ngả sang màu vàng nhạt phản phất hương thơm. Món mực này sẽ ngon hơn nhiều khi chấm với nước mắm Phan Thiết cho thêm vài lát ớt. Vị ngọt dai của mực, độ mặn vừa phải và thơm lừng của nước mắm cùng hòa vào hương vị nồng cay của ớt mang lại cho du khách thêm niềm hứng khởi. Chỉ thế thôi nhưng món ăn rất đổi bình dị này sẽ để lại nỗi nhớ trong lòng không ít những thực khách đã từng thưởng thức. 9. Ốc Phú Nàng Côn Đảo, Bà Rịa, Vũng Tàu. Ốc Phú Nàng là món không thể thiếu trong thực đơn của những người đến thăm Côn Đảo. Ốc có hình dáng giống nhũ hoa của người con gái, chỉ cần gọi tên thôi, loài ốc độc đáo này đã khiến nhiều người tò mò. Tìm hiểu, muốn khám phá, để rồi ngạc nhiên khi gặp gỡ và mê mẩn thưởng thức nhìn hình dáng bên ngoài. Ốc Phú Nàng hình chóp nhọn, thẳng, căng và trắng nõn với lớp vỏ cứng bằng xà cừ sắc hồng phai lấp lánh. Khi thưởng thức, ban đầu khi ốc mới luộc xong, thịt ốc màu trắng ngà, sau đó rửa sạch rồi tưới qua lại một lần nước sôi bỗng chuyển sang màu vàng ngon mắt. Thịt ốc Phú Nàng săn giòn nhưng không quá mềm như thịt nghêu, sò và rất ngọt. Ốc Phú Nàng luộc không quá béo như thịt,
không quá dai như sò, ngao, không nhỏ như hàu. Nếu được thưởng thức những con ốc vú nàng mới ngậm sữa thì sẽ cảm nhận vị thơm ngậy, không lẫn với bất cứ món ăn đặc sản nào. 10. Ngán Quảng Ninh. Ngán là loài nhuyễn thể sống ở vùng nước lợ hoặc nước mặn, có họ hàng gần gũi với ngao, hình dạng khá giống ngao nhưng nhỉnh hơn, vỏ sần sùi chứ không trơn như vỏ ngao. Tiếng là ngán nhưng đây lại là một đặc sản ngon hiếm nổi tiếng của vùng biển Quảng Ninh. Dù có nhiều tương đồng với con ngao, nhưng ta không thể đánh đồng chúng với nhau bởi ngán có giá trị dinh dưỡng vượt bậc. Giá cả vì vậy cũng cao hơn ngao nghêu tới cả vài chục lần. Trước kia ngán có nhiều, giá thành còn rẻ hơn sò huyết nhưng nay đã hiếm hoi đi nhiều, nên có thể được xếp vào hàng hải sản quý, ngán có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon. Dẫu tên gọi đầy tráng trường, nhưng bất kỳ ai cũng không thể cưỡng được sự hấp dẫn khi bàn tiệc ngán được dọn lên. 11. Xá sùng, Quảng Ninh. Từ xá sùng có thể chế biến thành cực nhiều món ăn ngon hấp dẫn thực khách. Xá sùng là một đặc sản nổi tiếng bậc nhất ở Quảng Ninh, trong đó xá sùng Vân Đồn thuộc hàng thượng hạng. Loài trùng biển này được các nhà khoa học cho biết chứa tới 17 nguyên tố vi lượng, 8 loại axit amin không thể thay thế và 10 loại axit amin nhiều giá trị dinh dưỡng như glycine, alanin, ketamin, succinic. Ngoài ra, với vị ngọt, tính mát, xá sùng còn giúp chủ trị chứng tâm hàn, bổ dương khí. Xá sùng còn được dân biển coi là mồi ngon nhất trong các mồi ngon của biển. Các loài cua, cá, sam, tu hài cũng phải xếp sau. Xá sùng tươi có thể chế biến các món như xào chua ngọt, chiên, nướng, nấu cháo và nhiều món ngon khác. 12. Ngao hai cồi Phan Thiết. Ngao hai cồi có nơi gọi là sò mía hoặc sò lụa Bắc, có mặt ở rải rác các tỉnh ven biển miền Trung, nhưng nhiều nhất vẫn là ở Tuy Phong, Bình Thuận, Phan Thiết. Ngao hai cồi có thịt màu trắng ngà, cồi to dai mềm gần giống như cồi điệp. Ngao hai cồi rất to, khoảng 10-15 con trên 1 kg. Thịt ngao ngon ngọt đậm đà vị biển rất vừa miệng nên được nhiều thực khách yêu thích. Ngao hai cồi còn được đánh giá là loại hải sản giàu dinh dưỡng. Trong ngao có chứa vitamin B12 đặc biệt tốt cho trí nhớ và vitamin C giúp làm lành vết thương. Hàm lượng protein trong ngao cao hơn nhiều so với thịt nên cũng rất bổ dưỡng đối với trẻ đang lớn và những người cần protein để phục cơ thể sau ốm, tăng cường miễn dịch. 13. Sò huyết Bình Đại. Sò huyết từ lâu đã được biết đến là một món hải sản rất giàu dưỡng chất. Sò huyết có thể chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau với hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Theo các nghiên cứu, trong 100g sò huyết có các thành phần chính: 81,3g moisơ, 11,7g protein, 1,2g lipid, các chất khoáng, các loại vitamin A, B1, B2, C giá trị năng lượng 71,2 calo. Với nguồn chất đạm phong phú, ít mỡ, nhiều khoáng, sò huyết là món hải sản ngon, được nhiều người ưa thích. 14. Còi Biên Mai Phú Quốc, Kiên Giang. Biên Mai là loài nhuyễn thể hai mảnh. Con biên mai có màu nâu thẫm, dạng nang quạt dẹp, khuôn dài như cây quạt khép hờ, trọng lượng hơn 1 kg, thịt nhão, không ngon. Chỉ có hai lớp cơ thịt to cỡ đồng xu, dày chừng nửa lóng tay nối liền hai mảnh vỏ gọi là còi. Mọi tinh túy của loài này chỉ tập trung vào bộ phận đó. Có rất nhiều cách chế biến món còi biên mai: xào chua ngọt, hấp, nấu súp, lẩu, nấu cháo hay nướng muối ớt. Khi xào cùng với nấm đông cô, nấm dơm, củ hành cùng cải bẹ xanh. Cái ngọt đậm đà của thứ hải sản lạ hợp cùng cái ngọt nhẹ nhàng của các loại nấm, ngọt hăng của hành pha thêm một chút cay nồng của cải xanh khiến mọi người có thể ăn không biết no. 15. Tôm tít, Cà Mau. Thịt tôm tít vừa ngon, ngọt, vừa đậm đà hương biển, khác xa với mùi vị của tôm sú và tôm hùm. Con tôm tít trắng nâu khi luộc hoặc hấp lên sẽ chuyển sang màu đỏ hoặc nâu sậm. Cách chế biến tôm tít không cầu kỳ lắm, chỉ cần hấp, luộc hoặc nướng, chấm muối tiêu chanh hoặc nước mắm me cũng đủ níu chân khách mọi miền, đặc biệt là món tôm tít khô. Ăn thơm ngon, dai và có vị ngọt tự nhiên. 16. Cá bống bớp Nghĩa Hưng, Nam Định. Với hương vị thịt ngọt, dai, chắc nịch nên cá bống bớp Nghĩa Hưng Nam Định nhanh chóng nhận được sự yêu thích của giới sành ăn. Đặc biệt những bát canh cá bống bớp nấu lá lốt đậm chất dân dã dần dần đã xuất hiện ở nhiều nhà hàng cao cấp, sang trọng.